Xin chào các bạn, chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của Học Văn Trị Hiên. Và ngày hôm nay chị ở đây để cùng chúng mình chinh phục bài số 3, thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau trong phần nói và nghe trong bộ sách Cánh Diều nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng nhau khái quát xem bài giảng của chúng mình sẽ bao gồm mấy phần. Thứ nhất, đấy chính là phần định hướng. Trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau nắm chắc kiến thức để làm sao có thể thảo luận về một vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau. Thứ hai, chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hành. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần định hướng. Trong phần này thì chúng mình cùng chị quan sát bức ảnh trên màn hình nhé. Chúng mình thấy điều gì? À, có thể là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng có thể là bà lão. Thoạt nhìn thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy một hình thôi. Nhưng các em ơi, các bạn thử quan sát kỹ hơn một chút, lâu hơn một chút thì chúng mình sẽ thấy rằng là à, ở góc này thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng nhìn ở góc khác thì chúng ta lại thấy khuôn mặt của một bà lão già nua, đúng không nào? Và cũng đúng như vậy, trước một vấn đề trong cuộc sống thì mỗi người đều có những ý kiến khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì do cái vấn đề mà chúng ta đang đề cập đến, nó là một vấn đề phức tạp. Hay cách khác thì mỗi suy nghĩ của chúng ta nó là khác nhau. Thế nên một vấn đề sẽ có vô vàn ý kiến. Để thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau trong cuộc sống thì lúc đấy các bạn sẽ cùng nhau đưa ra ý kiến cá nhân của mình về vấn đề đó, đồng thời sẽ lắng nghe, trao đổi với người khác để đi đến cái kết cuối cùng. Tất cả chúng ta đều có cái nhìn hiểu biết một cách toàn diện về vấn đề đó các em nhé. Và để chúng mình có thể thuyết trình thật là tốt về vấn đề khác nhau trong cuộc sống như thế thì các bạn cần phải đảm bảo cho chị 5 yếu tố sau. Thứ nhất, chúng mình xác định cho chị vấn đề thảo luận, xác định đối tượng, xác định thời gian mà chúng mình sẽ thuyết trình. Cái số 2 là tìm ý và lập giải lý cho bài thuyết trình, và chị nhấn mạnh đây là phần quan trọng nhất của bài. Thứ 3, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác về cái vấn đề thảo luận đó. Thứ 4, có thái độ phù hợp trong khi thảo luận và trao đổi. Bởi vì chúng mình cùng phải lắng nghe, trao đổi để đưa đến cái kết cuối cùng, đúng không nào? Rồi, cuối cùng thì chúng mình sẽ trao đổi và bổ sung để làm rõ ý kiến cá nhân của mình hơn. Khi chúng mình đã nắm chắc tất cả những cái vấn đề mà phần định hướng đã đề ra thì chị em chúng ta sẽ bắt tay ngay vào phần thực hành. Trong phần này thì sách giáo khoa có 2 yêu cầu đưa ra cho các em đấy. Thứ nhất, có ý kiến cho rằng nhân vật Thị Mầu trong vở chèo Thị Mầu lên chùa được trích trong Quan Âm Thị Kính là một người lẳng lơ xấu tính. Nhưng có ý kiến khác lại cho rằng Thị Mầu là một người dám sống thực với chính mình, đáng thương hơn là đáng trách. Vấn đề số 2, có quan niệm cho rằng không nên dùng thuốc kháng sinh, nhưng có nhiều người lại cho rằng ốm đau tốt nhất là dùng thuốc kháng sinh. Vậy thì nhìn nhận vào hai vấn đề này, chúng ta đều thấy rằng với một vấn đề nhưng đều có hai luồng ý kiến khác nhau. Vậy chúng mình sẽ xử lý như thế nào đây? Rồi, ok, trước khi muốn xử lý được vấn đề thì cùng nhau hồi cố lại một chút kiến thức nhé. Cấu trúc một bài thuyết trình sẽ bao gồm 3 phần. Phần này thì chị không nói lại quá nhiều nữa bởi vì những video bài giảng trước thì chị đã nói rồi. Nhưng chị vẫn muốn nhấn mạnh phần quan trọng nhất của bài thuyết trình, đấy là phần nội dung chính. Trong phần này thì chúng mình sẽ cùng nhau lập giản ý và tìm ý cho bài thuyết trình. Vậy thì làm sao để chúng mình có thể xây dựng được ý tưởng cho bài thuyết trình khi mà đưa ra một vấn đề có những ý kiến khác nhau nhỉ? Rồi, trước tiên thì chúng mình sẽ cùng nhau đưa ra quan điểm cá nhân của mình về vấn đề đó. Thứ hai, chúng mình sẽ giải thích vì sao em lại đưa ra ý kiến như vậy. Và cuối cùng, thứ ba, chốt lại, chúng ta sẽ sử dụng những lý lẽ và dẫn chứng để bảo vệ cho quan điểm cá nhân. Khi chúng mình đã nắm chắc làm sao để có thể thảo luận về một vấn đề với những ý kiến khác nhau thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi áp dụng thực hành luôn. Và vấn đề mà chị lựa chọn ở đây đó chính là có những ý kiến cho rằng Thị Mầu là người lẳng lơ xấu tính, nhưng có ý kiến khác lại cho rằng Mầu là một người dám sống thực với chính mình, đáng thương hơn là đáng trách. Vậy thì với vấn đề như thế này, chúng mình sẽ thảo luận như thế nào đây? Bây giờ chị sẽ là học sinh và chúng mình sẽ cùng nhau thuyết trình xem như thế nào nhé. Trước khi vào phần thuyết trình thì chúng mình cùng nhau xem một đoạn video sau đây nhé. Chị em
đời lắm đấy chị em. Vở chèo mà chúng mình vừa xem phía trên đây được trích từ trong Quan Âm Thị Kính có tên là Thị Mầu Lên Chùa. Có lẽ vở chèo này đã đem lại sức sống lâu bền trong lòng nhân dân, phải chăng bởi lẽ đã xây dựng được hình tượng một nhân vật phụ nữ với những tính cách trái ngược với lễ giáo phong kiến thời bấy giờ. Thế nên rằng khi lắng nghe cái vở chèo này hay đón xem cái phần trình diễn của người nghệ sĩ trên sân khấu thì đã có hai luồng ý kiến như sau. Thứ nhất thì người ta cho rằng là Mầu là một người xấu tính, lẳng lơ, nhưng lại có ý kiến khác cho rằng Mầu là một người dám sống với chính mình, đáng thương hơn là đáng trách. Và riêng với cá nhân của tôi, dưới góc độ khách quan thì tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến số 2 khi cho rằng Mầu là một người dám sống với chính mình, đáng thương hơn là đáng trách. Song tôi cũng không hề phủ nhận ý kiến đầu tiên. Bởi vì thoạt đầu thì chúng mình nhìn, lắng nghe hai cái ý kiến này, chúng mình sẽ thấy nó đang bị đối lập nhau, trái ngược nhau. Xong nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy hai vấn đề này đang bổ sung cho nhau để chúng mình nhìn sâu, nhìn rõ hơn về con người của Thị Mầu. Nhân vật Thị Mầu xuất hiện ngay lần đầu tiên đã thu hút người nghe, người xem bởi lời xưng danh độc đáo. Tôi Thị Mầu, con gái phú ông. Không những thế, Thị Mầu còn gây ấn tượng đối với chúng ta bởi cái vẻ bên ngoài. Từ kịch bản văn học bước ra trên sân khấu, Thị Mầu đã thu hút người nghe, người xem bởi đôi mắt lúng liếng đong đưa, rồi đôi môi cười tươi thắm, răng trắng ngọc ngà mời gọi, bàn tay năm ngón búp măng, xòe quạt phẩy quạt, và cái yếm thắm cứ phê phẩy vất vơ trên đầu chú tiểu đang niệm kinh gõ mõ, dáng đi nhún nhảy vòng rộng, tràn đầy sinh khí bay bướm như muốn phá tung mọi ràng buộc của lễ giáo phong kiến. Các bạn thấy đấy, vẻ bên ngoài của Thị Mầu dường như phần nào đã phản ánh tâm tư tính cách của Thị. Người đời cho rằng Thị Mầu là một người lẳng lơ, khó tính, ắt hẳn cũng có lý do riêng. Ả lên chùa từ 13 rằm, chẳng phải để thành tâm kính Phật, mà là để trêu, để ghẹo thầy tiểu. Người đâu mà đẹp như sao băng ấy nhỉ? Người đâu đến ở chùa này, cổ cao ba ngấn, lông mày nét ngang. Say mê chú tiểu là thế, nhưng mà vì tình yêu không được đền đáp, Thị Mầu càng đem lòng yêu mến. Nhưng vốn tính trăng hoa lẳng lơ, Thị đã ăn nằm với anh nô, để rồi hoang thai. Nhưng cuối cùng thì Thị lại đổ oan cho Kính Tâm, và để rồi Kính Tâm thêm một lần nữa chịu án oan. Nhưng Kính Tâm lại chẳng hề than vãn, chấp nhận nhẫn nhịn và đi khắp nơi xin sữa để nuôi con. Và chính từ đây dân gian xuất hiện một thành ngữ oan thị kính để giải bày với những tâm tư, những nỗi oan không thể bày tỏ. Để rồi thêm một thành ngữ phái sinh là oan thị mầu. Rõ ràng là bản thân mình làm sai nhưng lại đi kêu oan. Phải chăng tất cả những cái lý do như thế đã khiến cho người đời đã treo cái án lẳng lơ xấu tính lên cô Thị Mầu? Nhưng chậm lại một chút thôi, chúng mình cùng đứng nhìn ở một góc độ, một khía cạnh khác, chúng ta lại sẽ thấy một cô Mầu không lẳng lơ. Thì nhà thơ Anh Ngọc đã từng bày tỏ về nhân vật Thị Mầu như thế này: những khát vọng nằm sâu trong trái tim mỗi người, được sống đúng với chính mình thực chất, những xiềng xích vết mồ son đạo đức mấy trăm năm không khóa nổi Thị Mầu. Thật đúng như vậy, Thị Mầu đã trở thành một hình tượng của khát khao hạnh phúc. Chính cái khát khao hạnh phúc đó đã phá tan đi những xiềng xích của chế độ phong kiến, một chế độ vô nhân đạo đã áp đặt người phụ nữ phải tuân theo quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mà không có được cái sự tự do trong tình yêu, tự do trong hạnh phúc của chính mình. Mầu nhận thức rõ ràng được điều ấy, thì nên cô ấy đã khuyên chị em như thế này: phải duyên thời lấy, chớ nghe họ hàng. Và sự thực đã chứng minh, qua rất là nhiều năm thì người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến ấy đều phải chịu cuộc sống hôn nhân không hề có hạnh phúc. Họ sống một cuộc sống không có tình yêu. Nhân vật Thị Mầu trong chèo là một nhân vật dám sống thực với chính mình. Cô ta dám phá đi những cái cương tỏa của xã hội phong kiến, phá đi những luật lệ hà khắc và mô nhân đạo. Để rồi đến cuối cùng tác phẩm thì cô ấy có thách thức cả toàn xã hội rằng lẳng lơ cũng chẳng hao mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ. Nhưng không vì thế mà chúng ta tán thưởng đồng tình với cái cách cô làm trong tình yêu. Thông qua cái hành động của cô Mầu như thế,
chúng ta càng thêm hiểu rằng lý do vì sao cô lại mắc lỗi, cái lỗi mà người đời đổ cho cô mang cái án oan lẳng lơ suốt cả chiều dài văn học. Vì sao vậy? Phải chăng cái lẳng lơ đó nó khơi nguồn từ cái khát khao hạnh phúc bên trong của cô, khát khao một cuộc sống ấm êm của hạnh phúc gia đình, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ hễ muốn thực hiện lại như mắc lỗi và hàm oan vậy. Tóm lại thì nhân vật Thị Mầu là một nhân vật có cá tính, dám thống thực với những cái điều khao khát mong muốn ở bên trong mình. Nhưng tôi cũng không đồng tình với cách cô Mầu ứng xử trong tình yêu. Vậy là bài thuyết trình của em đến đây là hết. Rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn. Khi chúng ta lắng nghe bài thuyết trình ở phía trên thì nhiệm vụ của người nghe sẽ là gì đây? Nhớ nhá, phần này thì tất cả các bạn trong lớp cần phải chú ý này. Bởi vì thuyết trình thì chỉ có một bạn ở phía trên, nhưng mà lắng nghe thì là tất cả chúng ta đều ở phía dưới. Thì các bạn phải đặc biệt chú ý ở chị. Không phải là, thôi bạn thuyết trình phía trên thì mình ở dưới thích làm gì thì làm đâu. Các bạn cũng có nhiệm vụ đấy. Và nhiệm vụ của các em đó chính là lắng nghe và ghi chép lại nội dung chính mà bạn đang thuyết trình ở phía trên. Đồng thời trong quá trình đó chúng mình có thể ghi ra những câu hỏi hoặc là những ý kiến cá nhân của chúng ta nếu như có. Để làm gì? Để một chút nữa khi bài thuyết trình xong chúng ta có thể đặt câu hỏi với bạn thuyết trình nhé. Số 2, khi lắng nghe thuyết trình chúng ta phải luôn luôn thể hiện thái độ lắng nghe, sử dụng các yếu tố như cử chỉ nét mặt để khích lệ người nói. Và cuối cùng chúng ta sẽ hỏi lại những quan điểm chưa rõ và đồng thời có thể trao đổi để làm rõ vấn đề hơn. Vậy là chúng mình đã cùng chị chinh phục xong bài số 3, thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau nhé!